Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Mấy chục năm trước, ta vẫn luôn vô cơ rơi vào mộng cảnh thần bí khi đang tu hành. Nhưng giấc mơ này rất không bình thường, không biết có năng lực cụ thể gì hay là mệnh trời đã định. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chuyện đã trải qua trong giấc mơ đều sẽ trở thành hiện thực, thậm chí còn lĩnh ngộ được thần thông kỳ dị trong giấc mộng. Cũng chính là có thu hoạch ngoài ý muốn, ta mới vó thể vượt qua mọi người, trở thành một trong những thiên kiêu của Thiên Tiên Phủ, đến nỗi ta chắc chắn tuyệt đối về những sự vật trong giấc mơ, cho đến khi. Trong một giấc mộng, ta nhìn thấy một ngọn núi, trên núi có một thần thụ. Cắm rễ mà bắt đầu phát triển. Cành cây vươn tới đâu, ôm lấy đại giang sơn hà đến đó. Đến cuối cùng mỗi nhánh cây, mỗi phồn hoa cẩm tú, 3.000 thế giới. Bơi ngược dòng quanh co trong nước. Còn có bóng dáng thần bí đó. Cảnh tượng này đã từng thấy rất nhiều lần, bắt đầu từ một mộng cảnh mơ hồ, sau này càng ngày càng rõ ràng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi bước một đại đạo, thần uy kinh thế. Lúc này trong não hải chỉ cảm thán như vậy. Không biết tại sao, ta biết thánh danh của sự tồn tại vô thượng này, nhưng bản năng thần phách không cho phép gọi bằng tên. Công Đê Ư Xê vô lượng thần uy thiên thánh. Ta chỉ có thể thầm niệm như vậy, có điều lần này giấc mơ có chỗ không giống. Có thêm một người quen. Phương Lương, sao hắn lại ở đây, đang làm gì vậy? Đây là ý gì, là hàm ý gì? Rõ ràng Phương Lương có quan hệ với sự tồn tại đó, có lẽ Phương Lương chính là chỉ dẫn mình tìm được mấy chốt của cơ duyên. Đây là một loại kêu gọi, một loại duyên phận. Nếu không phải tìm kiếm bóng dáng hùng vĩ cùng xuất hiện trong giấc mộng với ngươi, sao ta lại chủ động vượt ngàn dặm xa xôi làm nhiệm vụ không cần thiết này chứ? Tiền bối thật sự hạ quyết tâm ở lại nơi này không đi sao? Ta đã nói với sư tổ chuyện người bái sư. Hửm, người ta nói thế nào? Muốn bái ta làm sư cũng có thể. Khấu đầu 10 năm với bức tượng này rồi nói. Khấu đầu ở đây sao? Đương nhiên rồi. Chiêu này của sư tổ đúng là tuyệt vời, thân là trưởng lão của Thiên Tiên Phủ, ắt hẳn cô ấy sẽ không sẵn lòng cúi đầu. Hiện thực tàn khốc như vậy, không buông bỏ được tôn nghiêm thì sẽ không dung nhập được, biết khó mà lui đi, khổ tu thành tiên sơn không phải. Tiền bối, dù người muốn tránh kiếp nạn của Thiên Tiên Phủ, cũng không cần phải bái sư ở đây chứ. Hậu đãi có thể khiến người từ bỏ Thiên Tiên Phủ, có thể bồi dưỡng ra bảo sơn như vậy, chủ nhân của núi này chắc chắn là lục địa tiên thần trong thư của ngươi. Người nghĩ sao thì nghĩ, lão tử đi tu luyện. Ta có thể đi tới hôm nay, toàn bộ dựa vào nhắc nhở giống như tiên tri trong giấc mơ, sư tổ của Phương Lương có khẩu khí lớn như vậy, chắc chắn không phải là loại bình thường. Cơ duyên tốt như vậy, ta không thể dễ dàng bỏ qua. Thời gian dần trôi, 7 năm trôi qua. Ra ngoài rèn luyện hoàn mỹ kết thúc công việc. Không đợi được nữa rồi, hôm nay phải quyết một trận tử chiến với phu quân. Hửm, đây là gì? Cố ý gói buộc tu vi, chỉ dựa vào cơ thể và linh hồn ý chí kiên trì, lại là một kẻ ngốc muốn bái vào môn hạ của sư đệ. Còn là một cô gái có tư chất bất phàm, nhìn tư thế này sợ là đã quỳ bái mấy năm rồi. Cho cô chút linh lực. Đây là, chẳng lẽ là đang kháng cự? Vị đạo hữu này, tuy cơ duyên quan trọng, nhưng nếu tổn thương đến căn cơ, thì sẽ được không bằng mất. Đa tạ ý tốt, ta không cần. Còn 3 năm nữa, nhất định phải kiên trì. Hàn sư đệ thật là không hề hiểu thương hoa tiếc ngọc, tuy bái sư vào môn cực kỳ khó khăn, nhưng hình thức này sớm lên dừng lại đúng lúc rồi. Tuyền tỷ tỷ phải khuyên chàng ấy khoan dung độ lượng.
Nên nói thế nào đây, tỷ và Hàn sư đệ cũng thật là xứng đôi. Miệng của Nguyệt Nhi ngọt thật đấy. Hàn Tuyệt bấm ngón tay, để lại giáo trình tu hành thỉnh thần thuật, bế quan tránh được một kiếp. Thỉnh thần thuật, vậy sau này há chẳng phải ngày nào cũng. Đừng nghĩ nữa, chủ nhân nói chỉ có thể dùng để giữ mạng. Chỉ còn lại Kê Ca còn đang học bù, đúng là học rốt như gà chứ không phải như bò nữa rồi. 3 năm sau. Đại thừa cảnh tầng 9 viên mãn. Nhân gian đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở. Tu vi của bạn đã đạt tới đỉnh phong nhân gian, bạn có hai lựa chọn, một lập tức phi thăng, lột xác thành tiên nhân. Có thể nhận được một thần thông truyền thừa, một inh bảo, hai, tạm thời không phi thăng, tiếp tục ở lại nhân gian, có thể nhận được một chí bảo. Chọn hai, bạn chọn tạm thời không phi thăng, nhận được một chí bảo. Chúc mừng bạn nhận được thái ất chi bảo. Cửu ngũ chí tôn khí vận bảo. Cửu ngũ chí tôn khí vận bảo, chí bảo phòng ngự thái ất, chí bảo do khí vận của đế hoàng luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực mạnh, sau khi mặc sẽ có được khí thế của đế hoàng. Chí bảo phòng ngự thái ất. Chủ nhân người lại đang chơi đùa gì vậy? Đồ thì đúng là đồ tốt. Chỉ là hơi QUS rêu rao, không khiêm tốn như Kim Thiền Huyền Thần Y. Kim Thiền Huyền Thần Y, chủ nhân từng mặc chưa? Ta mặc rồi, lớp ngoài cùng này, cô không nhìn thấy sao? Con mẹ mày, ngươi có từng vẽ không hả? Hả? Hơn trăm chương mặc cũng như không. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Thiên địa huyền hoàng phá giới. Bỏ đi. Quá khoa trương cũng không phải chuyện tốt, có một cách này. Mặc ngược lại là được rồi. Cũng đã đến lúc rồi, ta đi đưa đồ Linh Nhi lên núi. Còn về có thể vào cửa hay không, thì phải xem biểu hiện của cô ta. Đại thừa cảnh tầng 9 viên mãn, nhân gian đỉnh phong. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.